Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 1 đã có thông điệp rời nhiệm sở một ngày trước khi diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden. Nhà Trắng đã công bố băng ghi hình thông điệp rời nhiệm sở của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, người sẽ chính thức rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1. Bốn năm trước, chúng ta đã khởi động một nỗ lực lớn nhằm xây dựng lại đất nước, khơi lại tinh thần của nước Mỹ và khôi phục lòng trung thành của chính quyền đối với người dân. Một cách ngắn gọn, chúng ta đã bắt đầu sứ mệnh đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại cho mọi người dân. Kết thúc nhiệm kỳ là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, tôi rất tự hào trước các bạn về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được. Chúng ta đã đạt được những gì chúng ta đạt ra và hơn thế nữa. Trong bài phát biểu, ông cho biết một chính quyền mới sẽ nhậm chức trong tuần này, ông cầu chúc cho chính quyền này sẽ thành công và giữ cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Trong bài phát biểu dài khoảng 20 phút, ông Trump cũng đã nêu bật các thành tựu đã đạt được trong 4 năm cầm quyền. Về đối ngoại, tổng thống Trump tự hào cho rằng ông là tổng thống Mỹ đầu tiên trong nhiều thập kỷ không phát động bất cứ một cuộc chiến nào. Theo Tổng thống Trump, nước Mỹ dưới thời ông đã lấy lại được sự tôn trọng của thế giới và củng cố các mối liên minh toàn cầu, đồng thời cũng giúp mang lại hòa bình trong một số khu vực như việc trung gian hòa giải các thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên ông Trump thừa nhận nhiệm kỳ của mình kết thúc khi trước đó đã từ chối chấp nhận thất bại. Tổng thống Trump sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, mà sẽ về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở bang Florida sau khi tham dự lễ rời nhiệm sở ở căn cứ quân sự Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington sáng ngày 20 tháng 1.